Thị trường chứng khoán trong ngày hôm nay tạo ra một cây nến doji với thanh khoản nhỏ. Và hiện tại, cái sự phân hóa của nhiều nhóm ngành, nhiều cổ phiếu xuất hiện rất là nhiều thời gian vừa qua. Đặc biệt nhất là ngày hôm qua cũng như ngày hôm nay. Hôm nay là một ngày chúng ta hưởng ứng những thông tin đến từ nửa bên kia thế giới, đó là Fed trong cuộc họp FOMC về vấn đề tăng lãi suất, cũng như những câu chuyện về tiến dịch tăng lãi suất trong thời gian sắp tới, cũng như là chiến dịch về kiểm soát CPI. Trong nước chúng ta nhận định được một số cái thông tin như là chính phủ tổng hợp về những cái chiến lược gỡ rối cho bất động sản này, hay là những câu chuyện về thị trường kinh tế Việt Nam chúng ta phát triển như thế nào. Thì cho mọi người đến với channel của chứng khoán, và rất mong người của chúng ta nhấn thích video của em Thiện cũng như lúc ấy kênh này nhé, chia sẻ video lan tỏa nhiều người hơn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thời gian vừa qua thì video đang gọi là được khá là ít người theo dõi, cho nên rất mong mọi người hãy nhấn nút thích video để lan tỏa video nhiều người hơn nhé. Thì hôm nay sẽ là một video ngắn nhận định về thị trường, sẽ gồm có hai phần. Phần tiên phân tích thị trường Việt Nam ta, cũng như phân tích về câu chuyện xung quanh về trong nước Việt Nam ta. Phần thứ hai, chúng ta phân tích về những câu chuyện về một số mã phiếu cũng như cổ phiếu hiện tại em thì đang quan tâm. Đầu tiên thấy là hiện tại những thông tin xoay quanh trong ngày hôm nay, đó là thông tin về Fed vào buổi tối ngày hôm qua vào 2 giờ sáng. Thì câu chuyện vẫn là Fed sẽ là giảm tốc độ về tăng lãi suất trong cái tháng này, và câu chuyện về tăng lãi suất trong năm 2023, hay là việc về giảm tốc cho năm 2024. Thì hôm nay cũng có nhận định cho khách hàng về câu chuyện như vậy. Thì tức là thay vì sẽ là 0.75 như trước sẽ về 0.5, hiện tại thì đang là 4.25 cho đến 4.5%. Thì nhìn chung thì cái vấn đề về câu chuyện về lãi suất này đến từ những câu chuyện xoay quanh vấn đề, đó là chỉ số CPI thời gian vừa qua có giảm, cho nên vấn đề về giảm tốc tăng lãi suất cũng được hưởng ứng rất là nhiều. Nhưng một số góc nhìn ta cần phải biết ở đây, đó là chúng ta vẫn chưa thể nào nhận được vấn đề đó là đưa cái vấn đề về CPI về dưới mức 2%, hay những câu chuyện về chỉ số thất nghiệp này cũng đang tăng lên và dự đoán sẽ tăng lên trong năm 2023, đó sẽ lên tầm 4.5%. Và một số vấn đề như về phương pháp cũ, về định giá, về phân tích về suy thoái v.v. cũng được đưa ra, và khả năng thì theo kinh nghiệm ta thấy được là cũng khả năng là suy thoái năm 2023 sẽ có. Vậy thì trong nước thế nào? Trong nước thì cũng nhận định như sau. Tức là hiện tại thì thị trường ta vẫn tục đi quanh cái vùng hỗ trợ đâu đó sẽ là 1030 cho đến vùng 1070 cộng trừ, và mục đích là sẽ kéo đường MA20 lên, đường MA20 kéo lên trên, cũng lấy là kéo đường CPI chỉ số MACD trong một giờ kéo lên luôn. Nhìn chung thì hầu như các cổ phiếu cũng về kiểm tra vùng kháng cự cũ đâu đó ngày 6 tháng 12 hoặc là ngày 8 tháng 12 thời gian vừa qua, đều có dấu hiệu là không vượt qua được và giảm điểm quay trở lại. Và nhìn chung thì giai đoạn này thì chúng ta nên hạn chế mua cũng như quan sát kỹ, và có nên mua thì mua khi cổ phiếu giảm đỏ, giảm mạnh. Thì có chuyện như vậy, hôm nay thì cũng sẽ chưa mua hết, cập nhật thị trường một số góc nhìn như vậy. Hôm nay một ngày đoạn mới sinh thì câu chuyện diễn biến cực kỳ gọi là khốc nghiệt về việc kéo lên hạ xuống của VN phái sinh. Nhìn chung thì hôm nay cũng được chọn một số mã phiếu banh để kéo và đẩy thị trường ngày hôm nay, và cũng có khả năng là ngày mai sẽ là một cái phiên trả điểm, cho nên chúng ta cùng gọi là cùng quan sát kỹ vào phiên ngày mai nhé. Nhìn chung thì ngắn hạn thì thị trường chúng ta có thể sẽ tiếp tục quanh vùng đó, vùng 1030 cộng trừ đến vùng 1070 cộng trừ. Quanh vùng này khả năng sẽ tích lũy lại trong hết tuần này, có thể qua tuần sau nữa, khi hiện tại chúng ta vẫn chưa có lực nào đủ mạnh để vượt qua được cái vùng kháng cự này. Thì nói một chút về góc nhìn, đó là góc nhìn về kỹ thuật thị trường nhá. Thế hiện tại thì chúng ta thì cũng có một phiên bắt đầu tiếp tục sẽ một phiên kiểm tra đường trên line vào phiên ngày mai nữa hay không, chúng ta cùng chờ đợi xem sao nhá. Thì có rất nhiều khả năng đó là chúng ta sẽ có một phiên kiểm tra đường 20 trong thời gian tới, khi mà đường 20 chúng ta sẽ kéo lên trên này nhá. Đó, thì có sẽ một phiên kiểm tra đường 20. Nhìn chung cái đánh của thị trường chúng ta hiện tại thì có khả năng sẽ là dãy body band sẽ co thắt lại, và đó là điều tích cực cho trường chúng ta sắp đến cho một xuống mới nhá. Đó, thì góc nhìn thị trường phải sẽ như vậy. Hôm nay thì sẽ là một cái nến, gọi là hai cái nến này, hai nến doji, thường nến nhỏ, vô nhỏ. Thì nếu như mọi người quan sát những cái thị trường chúng ta ở giai đoạn đó là giai đoạn tích lũy sau một cái phiên tăng mạnh, thì đa phần cũng đều có những cái nến doji nhỏ nhỏ như vậy, vô nhỏ nhỏ như vậy để chuẩn bị cho một lực đẩy lên nữa. Đặc biệt nhất là gần đây nhất này, chúng ta coi về dịch Covid nhá, cái thời điểm mà dịch Covid xảy ra thì cũng có một cái nhịp đây thế này, có một cái nhịp phải nói là khá là tương đối nhỏ đó, những cái nến rất là nhỏ xuất hiện ở đây đó, sau đó thì mới bước thoát được. Và hiện tại chúng ta đang gặp vấn đề đó là dây body band vẫn chưa co thắt lại. Đoạn này thì đã co thắt lại rồi, thấy không? Đoạn này đã co thắt lại rồi này, đó co thắt lại đó.
Thì hiện tại đoạn này vẫn chưa có thắt lại, cho nên chúng ta cùng chờ đợi một cái nhịp co thắt lại và sẽ vượt lên trên. Hiện tại thì vẫn đang có một tốc độ nào đó là sẽ về kiểm tra đường 20. Em vẫn nghĩ như vậy, ta sẽ chạm đường 20 sau đó bứt thoát lên. Đó, thì đó là một cái nhịp tích cực về trường ta, kỳ vọng sẽ đánh như vậy. Mình thấy này, rất nhiều những cái đợt thì trường ta cũng hay đánh như vậy lắm nha mọi người. Đó, những cái nhịp tích lũy lại này, thì những cái nến rất là nhỏ, cũng rất là để cho cái đường bodyband ta bo thắt lại này. Đó, bo thắt lại. Nó còn một số đợt nữa nhá. Thường có những nhịp như vậy luôn luôn sẽ đợi bodyband bo thắt lại. Hiện tại bodyband chúng ta vẫn chưa bo thắt lại. Đây, những nhịp này. Những nhịp này chúng ta đang vừa kéo lên rất là gấp trong vừa qua. Và bodyband vẫn chưa bo thắt lại thì cần phải tích lũy lại một khoảng thời gian rất là lâu để bodyband bo thắt lại, sau đó lên tiếp được. Thấy không? Đó, chúng ta coi về thời điểm 512 nhá. 112 này. Đây. Cái thời điểm này chúng ta đánh rất là gấp và đánh rất là nhanh luôn. Thì lúc này, cái thời điểm này thì nhìn chung thì bodyband bo thắt lại nó không phải là vấn đề. Vấn đề đây là thì chúng ta đánh dựa vào tinh và kéo lên liên tục và lên vùng trên này xả tinh ra. Đấy. Ok nha mọi người, góc nhìn thị trường sẽ như vậy. Nhìn chung thì chúng ta coi một tí về lại cái kỹ thuật thị trường nhá. Đây chúng ta coi một tí về cái chart đó là xin mọi người. Tôi cho một tí về lại chặt tuần nhá. Đây thì chặt tuần thì còn phiên ngày mai thôi. Nếu như phiên ngày mai mà giữ được trên vùng đó vùng 1048 thì rất có khả năng trong tuần sau chúng ta sẽ có một nhịp lên kiểm tra vùng đó vùng 1100 nhá. Đó, tức là trên vùng đường mà 20 như này thì có khả năng tuần sau là một phiên này kiểm tra được gọi là kháng cự phía trên ở vùng 1100 hoặc xa hơn ở đường mà 20 quanh vùng 1120, 1130. Nó điều tích cực như vậy. Nếu từ hướng tiêu cực một tí là chúng ta đóng cửa dưới cái vùng đó vùng 1048 thì có khả năng thì chúng ta sẽ còn tiếp lũy lại rất là lâu quanh vùng 1030 cho đến vùng 1070 vùng trừ. Thì góc độ thị trường sẽ như vậy. Tôi còn một tí về chặt một giờ thị trường này. Hiện tại trường ta đang cố gắng mềm đi vượt qua phần may này. Thì nhìn chung là thì chúng ta nếu mà vượt qua phần may này được á thì sẽ một nhịp kiểm tra lại cái này một tí này. Đó, sau đó đáy lên nhá. Điều tích cực sẽ như vậy, hy vọng như vậy. Hiện tại thì đã có cho thấy được là có một cái đáy đầu tiên của MACD của chặt một giờ rồi. Chúng ta vẫn đang kỳ vọng là sẽ một phiên nó lên như này, sau đó về kiểm tra vùng này. Thì khi đó sẽ tạo ra tiếp tục một đáy nữa, một đáy MCD nữa. Đó, một đáy MCD vùng này nữa. Đó, sẽ là hai đáy MCD như này. Đó không chê. Tương đồng với mã cổ phiếu SC thời gian vừa qua. SC thời gian vừa qua cũng có hai đáy MCD mà thấy không? Đó, đánh rất tương đồng. Đó, nếu đánh được tương đồng như này rất ok nhá. Rồi kịch bản như sẽ là như vậy. Còn một số mã cổ phiếu ta coi một số mã cổ phiếu nhóm ngành nhá. Đầu tiên ta coi sơ về nhóm ngành banh đã. Banh hôm nay phải nói đến câu chuyện của một số mã phiếu tiêu biểu như là mã phiếu VPBank hôm nay kéo rất là mạnh thời gian vừa qua và kéo vượt lên trên mây luôn và khối lượng rất là khủng thời gian vừa qua luôn. Đó, hôm nay thì câu chuyện là mã phiếu này thì mục đích cũng sẽ là ủng hộ cho vấn đề bên phái sinh thôi. Cái thứ hai nữa là mục đích là kéo mã phiếu này khi mà xuyên suốt thời gian vừa qua nó thấy cái nền rất là chặt nha, còn cái nền này rất là chặt thì em thì vẫn nghĩ là dòng tiền sẽ tìm dần đến một số mã phiếu mà xuyên suốt thời gian vừa qua chúng ta vẫn chưa thấy được dòng tiền nó kéo về một số mã phiếu đó. Ví dụ như một số mã phiếu dòng bán lẻ này, đó, có thể sẽ khả năng như vậy. Về một số mã phiếu khác của dòng chứng dòng banh, thấy như là một số mã phiếu như là CTG này, Techcombank này, đó, rồi MB này, Tifonbank này, vân vân, ACB, tất cả đều quanh vùng nền nó cả và tích lũy rất là đẹp. Đó, có khả năng sẽ một phiên ngày mai sẽ kiểm tra một kháng cự với mã phiếu này. Đó, có khả năng xảy ra với một số mã phiếu dòng banh nhé. Còn một số mã phiếu dòng chứng khoán thì chúng ta vẫn thấy được là cái việc mà thị trường tích lũy lại một số mã phiếu này giảm lại khi nó không vượt qua được cái vùng kháng cự vào phiên hôm qua, đó là điều tất yếu của một số mã phiếu này thôi. Cho nên chúng ta cũng phải quan sát kỹ lại trong phiên ngày hôm nay xem thử là cái dòng tiền sẽ như thế nào với một số mã phiếu như vậy nhá. Đấy, dòng tiền sẽ luôn luôn đảo đảo lại một số mã phiếu này như vậy và đang chờ đợi những điểm vắt vượt lên trên. Và còn một số mã phiếu nhóm ngành, đó là bất động sản như thế nào. Bất động sản thì hôm nay người đó sẽ quan sát rất là kỹ mã phiếu nào, mã phiếu Đức, mà phiếu Đức này là mà phiếu người đó sẽ quan sát mạnh trong năm vừa qua. Nếu như được sẽ canh những vùng giá tầm 17 ông trừ cho đến vùng giá 16 ông trừ với mà phiếu này khi mà phiếu đánh cái nền rất là chặt thời gian vừa qua nhá. Đó mà phiếu người ta sẽ quan tâm. Tiếp tục là mà phiếu Hà Đô nữa sẽ mà phiếu quan tâm này. Hôm nay Hà Đô này đã đánh rồi, tương đối tiếc mà phiếu ngày hôm nay cũng canh mua nhưng mà đã đánh rồi. Đó, kịch bản sẽ canh một số mã phiếu như vậy. Một số mã phiếu như là PSR cũng là mã phiếu rất quan tâm này, rồi là GVR. Đó, rồi là EGC sẽ là những mã phiếu chúng ta quan tâm thời gian tới nhé.
Rồi một số mã phiếu nhóm ngành, số mã phiếu nhóm ngành thép, thế là Hòa Phát, phiếu chúng ta nên quan tâm mạnh thời gian sắp tới này. Khi mà thép là một mã phiếu mà hiện tại đang cố gắng bứt thoát khỏi mô hình tam giác này, vượt khỏi mô hình tam giác này thì đánh lên rất mạnh nhá, và có khả năng sẽ về kiểm tra điểm flat thì nó sẽ mua thêm, hoặc không vượt qua cái điểm mô hình tam giác này sẽ mua thêm khi nó kiểm tra lại. Đó, cái bản sẽ như vậy nha mọi người. Ok nha mọi người. Thì một số mã phiếu như là Hoa Sen hay Nam Kim sẽ không đẹp bằng mã phiếu Hòa Phát, khi mà Hòa Phát thời gian vừa qua vẫn chưa đánh mạnh, cho nên là cái lực ngày hôm nay thì có khả năng sẽ đánh mạnh cho nó tới khi nó đã vượt qua được cái đám mây rồi. Thanh khoản khá là cạn kiệt rồi, đợi một phiên rush out với khối lượng lớn thôi. Một số mã phiếu tiếp tục là một số mã phiếu nhà bán lẻ, cũng sẽ mã phiếu em thì canh thì nó tới canh rất là nhiều, canh mạnh luôn. Một số mã phiếu như là Thế Giới Động này đó, rồi mã phiếu Digiworld sẽ là hai mã phiếu, và thế FPT nữa đó, hoặc là Dabaco sẽ là bốn mã phiếu em sẽ canh mạnh thì nhà sắp tới nhá. Mình sẽ quan sát thử một bốn mã phiếu này nhá. Thế Giới Động và Digiworld sẽ hai mã phiếu hàng đầu đó, khi mã phiếu này đánh mô hình hình 3C rất là đẹp nhá, hình 3C. Rồi là một số mã phiếu như Digiworld cũng tự như vậy, cũng đánh mô hình 3C rất là đẹp. Rồi FPT sẽ là mã phiếu mà chúng ta nhìn nhận là cũng đang có dấu hiệu là tạo mô hình vai đầu vai đó, mình quan sát thử nhá. Rồi một số mã phiếu nó ngành thủy sản, mình sẽ một số mã phiếu rất khỏe như là Vĩnh Hoa, rồi mã phiếu ANV đó. ANV nếu có nhịp rồi đó quay trở về là những vùng nền hỗ trợ cứng của nó, đó sẽ vùng này đó, vùng tầm 23 trừ thì có thể cân nhắc mua được mã phiếu này. Thì đây những mã phiếu mà hưởng lợi rất là chính từ việc là chúng muốn mở cửa lại, hay là mà cổ phiếu Vĩnh Hoa tương tự như vậy, rất kỳ vọng là sẽ một nhịp đánh lên nữa đâu đó vùng giá 80 mã phiếu Vĩnh Hoa này. Một số mã phiếu đầu tư công thì chúng ta quan sát thử một số mã phiếu mà thời gian vừa qua đánh rất khỏe rồi, cho chúng ta phải đợi một số phiên tích lũy lên này của nó đủ chặt đủ nhiều đã rồi mới mua nhá. Thời gian vừa qua thì những mã phiếu này nó đánh lên rất là chặt rất là nhiều rồi, cho nên chúng ta không có nhiều cái điều kiện để kéo lên nữa nhé. Ok cho mọi người đó, cứ chờ đợi quan sát thử một số mã phiếu này đã, xem sao đã. Rồi một số mã phiếu nhóm ngành, đó nhóm ngành về dầu khí, cũng sẽ nhóm ngành mà chúng ta ngó nghiêng thử mã phiếu BR, và một số mã phiếu như BVD, BVS, chờ đợi những phiên tụi lại cái nền nó chặt một tí nhá. Bét của mã phiếu sẽ canh mua trong tháng tới này, đây mã phiếu thuộc cho bán lẻ nhá. Thiếu đội chúng ta sẽ như vậy, chúng ta đã ưu tiên là cái câu chuyện ưu tiên hôm nay nhá, mình nhắc lại mọi người luôn đó, đó là thì chúng ta về kiểm tra lại cái đường 20, chúng sẽ ưu tiên mua mạnh một số mã phiếu cùng kiểm tra đường 20 như vậy. Trường hợp thứ hai thì chúng ta sẽ vượt qua khỏi cái vùng này với một cái vô khối lượng rất lớn đánh lên trên, vượt khỏi cái vùng tích lũy này, thì khi đó thì những mã phiếu còn lại nó vượt canh thì sẽ đánh lên trên breakout luôn với khối lượng lớn, thì mình sẽ mua lại khi nó kiểm tra điểm breakout. Ok nha mọi người, cái bản sẽ như vậy. Thì video đây thúc rồi, chào mọi người, hôm nay một video cập nhật nhanh về thị trường, và rất mong người hãy bấm thời gian nếu thích video kiểu thị và nó nút cái kênh được nhé. Cảm ơn rất là nhiều, hãy chia sẻ video lan tỏa nhiều người hơn. Hiện tại video em thì đang rất ít lượt người đề xuất, YouTube ít đề xuất hơn, cho nên nếu như mọi người có thích video, có thấy video em hay, ủng hộ em thì một nút thích video, nút kênh này nhé. Cảm ơn rất là nhiều, chào mọi người.